Ok, hello, chào mừng anh em đã đến với kênh Trung Thợ Sơn nha, kênh chuyên chia sẻ về kỹ năng xây dựng nha. Hôm nay chia sẻ cho anh em cách làm sao để chắt được cái bộ chỉ gờ trang trí mi cửa sổ, trang trí gáy móng đẹp, chuẩn, nhanh. Anh em đăng ký kênh của mình nhá.